Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio làm một video để Tùng Nguyễn xuất cho một bác khách làm cái bát 25BM model 10BM200N và một đôi phân tần KTV bản màu đỏ để cho bác khách này thay vào cầu bấm nó nằm. Và trong cái phân khúc hôm nay Tùng Nguyễn làm video thì các bác nhanh tay không hết, em chỉ có mấy cặp bát 25 này thôi ạ. Và cấu hình phân tần em giới thiệu qua nhé. Phân tần của nó là KTV211. Anh em lắp vào loa nằm nhé. Tiếng tép của nó ra rất là lẩy, sáng tép. Và thay đôi phân tần này nếu với các cấu hình loa nằm ra tiếng rất là hay luôn. Các bác cứ không tin, mở cái đôi loa nằm của mình ra. Ở trong cái chiếc loa nằm của mình chỉ có một con tụ và một con trở, ba lăng nhang thôi. Đấy. Và nếu mà các đại lý nếu mà nắp phân tần này vào mà nắp vào trong nó nằm ấy thì chúng nó chỉ có ăn cháo luôn. Thế nên là mình chơi thì mình dùng, thì mình có nhu cầu thì mình thay thôi ạ. Phân tần KTV 211 bản tụ màu đỏ. Phân tần này cho ra giải tiếng rất hay, chuyên thay vào nó nằm. Một bát hai tép, anh em có thể hàn thành một bát bốn tép đều được. Chuyên đánh loa B1B. Phân tần này nó đánh rất là khỏe và hay. Và trong cái phân khúc hôm nay thì em xin phép giới thiệu lại sản phẩm bát 25BM này. Các bác nhanh tay, em chỉ còn có mấy cặp thôi. Bát 25BM 250W trở kháng 8 ohm, model 10BM200N. Bát 25BM này cho ra dài tiếng rất là sáng. Màng giấy gân vải thẩm dầu là 2 gân. Con này xương nhôm đúc chảy đôi các bác nha. Từ 170 côn 65. Bích sắt cả kẹp lỗ của nó rất là dày này. Các bác nhìn cái tê cái lỗ của nó nhìn rất là dày này. Đấy, gần bằng cái lỗ luôn. Chạm của con này là chạm màu vàng. Đây. Anh em nhìn này, cái chạm nhún của nó đây. Đấy. Các bác quan tâm đến sản phẩm này thì có thể liên hệ cho Tùng Nguyễn để Tùng Nguyễn lên đơn và ship hàng cho anh em trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay em làm video chỉ đến đây. Cái cặp bát 25BM này nó em làm cái mã này nó rất là lâu rồi. Bác nào cũng đều khen tiếng hay. Đấy, và hôm nay Tùng Nguyễn xin dừng video và chào tạm biệt anh em nhé.